Cho nên việc sanh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh sanh tử lững lờ trôi. Đừng bao giờ có ý niệm mình trụ ở đây cảnh giới nào hết. Cứ chấp nhận sanh tử lững lờ trôi. Hỏi vậy thì sanh tử là cực khổ. Đau thương hoài vậy sao? Không phải. Hiện giờ nó, trong chúng ta này là có người cũng sinh tử như bình thường mà có người khổ nhiều lắm, khổ tới 100 phần chịu khổ cực đau thương. Mà có người cũng ăn mặc ở ngủ thở vậy ta chỉ khổ được có năm bị khổ 50 phần so với cái người kia. Mà có người ta chỉ còn khổ có 10% có người ta nói với tôi trong cái hoàn cảnh mà ta học đạo rồi phải hiểu đạo rồi cái môi trường hoàn cảnh mà kinh tế ăn mặc ở ổn định rồi đó mà thì người ta nói là ta sống như trong kinh mà gọi là cái phước báo của cõi trời, ta không dám người ta là trời, không dám nói người ta là trời, nhưng mà ta nói hưởng phước báo như cõi trời. Có nghĩa là về vấn đề kinh tế, vấn đề sinh sống ta có điều kiện nhẹ nhàng rồi, và vấn đề dục vọng người ta đã diệt rồi, ta đã vượt qua rồi, bây giờ người ta có quyền hưởng phước báo của người trời. Và sự thật người đó là người trời chứ chẳng chuyện gì mà phải từ nan mà phải sợ sệt. Bởi vì cái người mà đã tới ngang bằng cái quả mà thập thiện đó, thì là người ta hưởng phước báo của trời, là người ta là trời chứ gì nữa. Cũng như cái người mà người ta tu giáo lý tứ đế mà người ta thành tựu được, ta đoạn trừ được cái nguyên nhân của tam giới, có dục, có sắc, có vô sắc, thì người ta là người A-la-hớn ở trên mặt đất này chứ gì nữa mà phải sợ. Còn như người ta đoạn trừ phiền não hoàn toàn tâm bằng tâm như Phật Thích Ca thì ở trên cõi đời này người ta là Phật Thích Ca chứ, người ta là Phật chứ chuyện gì nữa phải sợ. Vấn đề là mình có thành thật mà mình tu hành để mình đạt được cái sự an lành đó hay không. Chứ còn như mình chưa đạt được sự an lành đó mà mình cố nói mình đạt rồi, mình chưa được mà mình nói được, mình chưa chứng được cái chân lý đó mà mình nói mình chứng, đó là người đại dòng ngữ, là người đó tự chuốc cái quả khổ vào thân. Chứ còn sự giải thoát giác ngộ của mình ngang cỡ nào là mình biết cỡ nấy, không có gì mà phải sợ tội lỗi mà mình không thừa nhận. Người ta có quyền hưởng phước báo của người trời chứ. Ngược lại thì người ta cũng có quyền thọ dụng, bị thọ dụng những cái quả báo khổ đau cùng cực. Trong kinh gọi đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng ở trên cõi đời này. Chứ không phải là trời chết rồi mới bị vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Để cái chỗ đó là mà vượt qua tam đồ ác đạo trong cuộc sống hiện tại, cũng như chứng đắc quả vị trời Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán ở trên cõi đời này mà không có gì tội lỗi với ai cả, không có gì phải sợ tội lỗi cả. Chỉ có cái điều là mình phải thành thật với mình thì mình có được an lạc thật sự, còn bằng không là nó thuộc về vì làm những cái điều gì thường gì tướng để mà lừa bịp mê hoặc người khác để thâu được cái lợi nhuận tài sắc danh thực gì đó, thì cái đó mình sẽ bị cái hậu quả rất là thảm thê. Ham sanh sợ tử phần tịch chỉ, ham sanh sợ tử là dịch thường tình. Bởi vì người đời quan niệm rằng đời người có một lần sanh ra, một lần vào trường học tập thi cử đỗ đạt, một lần kết hôn để lập gia đình, và đáng sợ nhất là một lần chết. Bởi vì người ta quan niệm rằng cuối cùng chết là hết. Thế thì người ta nói cái gì cũng một lần đó, chứ kỳ thật không phải vậy đâu. Chết không có một lần chết là hết đâu. Dưới nhãn quan của người chứng đạo, vạn pháp không có cái gì mất hẳn. Tử rồi sanh, sanh tử lững lờ rồi. Đó là giáo lý. Còn ta nhìn thực tế bên đời này là không có cái gì mất hẳn mà. Cái bình cái tách này bể rồi là nó, thời gian sau đó nó trở lại, nó thành đất. Có thứ thì nó trở lại nó thành đất mau. Chẳng hạn như nồi, cà ràng, ông táo. Cái bể nó hư rồi mình quăng ở ngoài cây thì là trong vòng một mùa mưa là thành đất trở lại.
Coi như cái loại sành sứ này hầm kỹ vậy thì nó thành đất nó lâu hơn mấy chục năm, trăm năm vậy đó. Cũng giống như là rơm rạ giấy bồi, giấy thường thì ta quăng ra một đám mưa, ra ngoài mưa, ngoài nắng, một đám mưa, mùa mưa là nó tan rã, nó thành đất trở lại. Còn ví dụ như giấy ni lông, người ta nói nó nghĩa là cả trăm năm, hơn trăm năm nó mới là có thể quý diệt trở lại. Vì vậy cho nên là cái ni lông đó, bên Nhật Bản người ta khổ sở vì cái nạn ni lông. Ăn xài quá sang quá sướng, bao bì quá đẹp, xài rồi là đem dục đổ, đổ riết rồi không còn cái đất để mà trồng hoa màu. Là vì ni lông mà một vài chục năm nó chưa có rách, chưa có tan gì hết. Cuốn nó cà nhầy, xới nó cà nhầy, trồng cây không bắt rễ được. Mà phải cả trăm năm hoặc hơn trăm năm nó mới là thành đất được. Mặc dù là lâu năm nhưng mà cũng vẫn trở lại thành đất thôi. Rồi chất nào nó trả về cho chất đấy. Thế thì là tất cả đều là nó luân hồi mà. Sanh diệt, diệt sanh. Không có cái nào mất hết. Kể cả cái này cái tách về này mà khi mà bể ra rồi nó cũng trở lại làm đất. Chẳng qua nó lâu hơn. Đi lông cũng vẫn thành đất. Còn cái gì là xi măng nói gạch này cũng vậy, lâu rồi cũng thành đất hết. Vật chất không có gì mất hẳn. Mà mất rồi trở lại thành đất rồi thì đất người ta cũng làm ra lại cái khác. Từ đất ra ta cũng trồng trọt ra thành cây, cỏ, hoa, lá khác. Mà trên đời này không có cái gì mất. Do vậy cho nên là mọi vật không có cái gì mất. Con người của chúng ta làm sao mà mất được? Con người là một cái sản phẩm cao cấp trong các cái hiện tượng vật chất thì làm sao mà nó mất được chứ? Thất đại nữa nó tan rã, trả về cho thất đại. Rồi đủ điều kiện, đủ duyên thì nó hợp lại, nó cũng thành con người nữa. Không có hề mất. Cho nên là học đạo mà hiểu kỹ rồi là vấn đề sanh diệt, diệt sanh không có gì sợ. Còn đại chúng đấy mà chúng ta sợ đó, nguyên do nào mà nó làm cho chúng ta sợ? Là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, do chấp mà ra. Chấp đó là do không nhận thức chân lý mà ra. Chúng ta chấp cái bản ngã, mà nếu như chúng ta mà chịu khó mà tư duy một chút, thì cái bản ngã này mình có muốn chấp đi nữa, mình có muốn cho nó còn, mình chấp mắt, mình muốn nó tồn tại vĩnh cửu, còn hoài đâu có được. Rất là dễ hiểu. Nhìn lại cha mẹ ta, ông bà ta, nội ngoại cố sơ sờ sẫm cẩm kỹ, có ai còn đâu. Không còn có nghĩa là ông bà ta đã cứ theo cái quy luật sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, mà sanh mà diệt. Thế thì chúng ta cũng là một hiện tượng như vậy, mà chúng ta đòi sống hoài, chúng ta sợ, có nghĩa là chúng ta không nhận thức chân lý. Mà hãy nhận thức chân lý rồi, được rồi, kỹ rồi, thì vấn đề làm ăn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà giá như nó đi tới cái thời kỳ mà hoạ diệt mà tử vong, cũng phải coi là một hiện tượng bình thường. À, bởi vì sanh lão rồi bệnh tử là một hiện tượng bình thường. Phải để ý như vậy mà quán chiếu, mà tư duy để mà bồi dưỡng cái trí tuệ sáng suốt, đúng chân lý, bất khuất kiên cường, để đừng có sợ hãi, đừng có đau thương. Vì biết rằng chết không có mất, mà chết là chân lý. À, cho nên vạn pháp không có cái gì mất. Vạn pháp là hiện tượng vô thường, nhưng chúng duyên sanh từ cái bản thể chân thường. Này, chúng ta đây là hiện tượng vô thường đây nè, sanh lão bệnh tử đây nè. Nhưng mà nó duyên sanh từ cái bản thể chân thường, là cái pháp thân bất sanh bất diệt của chúng ta. Như là tâm của chúng ta đó, kinh viên giác, kinh Như Lai viên giác đó, ta gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Từ cái tâm Như Lai viên giác đó mà nó duyên sanh ra cái thân này, cái thân ứng thân này, là một hiện tượng duyên sanh của cái Như Lai viên giác diệu tâm. Giống như sóng ngoài bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của nước biển bất sanh bất diệt. Cũng như là cả ràng ông táo, chén tô, ly tách, bình lọ, vân vân, là hiện tượng duyên sanh của cái đất bản thể. Từ cái đất bản thể có thể duyên sanh ra cả ràng ông táo, lù hũ, chùm ché, nồi ơ, trách trả, bình trách, tách trà, vân vân. Rồi những cái đó, những cái hiện tượng duyên sanh đó khi nó tan rã,
Nhưng nó đã giờ thời gian ngắn dài tùy theo vật, rồi nó cũng trở về cái bản thể bất biến của nó, chứ cũng không hề có mặt. Chỗ này học cái chỗ này, nhận thức được cái chân lý chỗ này, rồi mình sẽ không có gì sợ sệt cả. Chúng gian sanh tử, cái bản thể chân thường. Vì vậy việc sanh tử không thể luân kiếp số, không có sự chấm dứt cái dòng sanh tử. Dòng sanh tử không có chấm dứt. Chúng ta cải tạo cái nhân trong cái hiện tại này mà cái nhân tốt, thì sau đó nó thọ hưởng cái quả của đời sau nó tốt. Và nếu như đời này chúng ta sống theo cái kiếp của con người này, trong nguyên ngũ giới này mà không có bồi dưỡng cái nhân nào tốt hơn nữa, thì đời sau trở lại làm người cũng ngang bằng cỡ đó. Nó giống như là dưa hấu mà, nó giống như là bưởi mà, giống như là tất cả trái cây mà. Nếu như mình cứ hột giống đó mình trồng hoài thì nó cứ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ người ta cải tạo cái dưa hấu, người ta là ta làm cho dưa hấu hay là từ từ không còn hột. Xoài, sầu riêng, nho ta làm cho không còn hột cũng ngon hơn. Đó là người ta vận dụng cái khoa học, người ta cải tạo xây dựng cái nhân, thành ra cái quả nó đổi. Cho nên nho Mỹ giờ trái to lắm mà không có hột. Nho Việt Nam ta chưa cải tạo tốt, cho nên trái còn nhỏ, còn chua mà còn hột. Dưa hấu ta còn hột nhiều, nhưng mà dưa hấu Đài Loan người ta có cải tạo cho nên là hột ít. Và từ từ người ta có thể là không còn hột. Đó là do cái sự cải tạo cái nhân mà cái quả của cái thế hệ sau nó tốt hơn. Còn thí dụ như mà mình cái dưa hấu của mình cỡ vậy mà mình không có cải tạo gì thêm nữa hết, mà phân tro không có, rồi mình để nó suy thoái, thì cũng trồng trái dưa như vậy, nhưng mà hột không mà không có thịt, thì đó là giống như là mình tạo cái quả, cái nhân xấu mà, thì có thể là mình bị suy thoái. Làm người nhưng mà làm người trong cái trạng thái cái đời sống suy thoái, không được bằng cái đời này. Nhưng mà nếu ta cải tạo cái nhân lành, ta bồi dưỡng tu nhân tính đức tốt, thì cái đời sau ta cũng làm người, mà ta tiến bộ giống như là các thứ trái cây, ngũ cốc ngũ quả ta cải tạo vậy. Chứ không có mất gì hết. Thank you.